Vũ trụ của chúng ta chứa đầy các vật thể và hiện tượng kỳ lạ, và chúng ta đã chế tạo kính thiên văn và vệ tinh để cố gắng đạt được sự hiểu biết sâu sắc về tất cả. Đôi khi, các vật thể trong không gian hỗ trợ chúng ta và chúng hoạt động giống như thấu kính phóng đại để giúp chúng ta nhìn lướt qua các nguồn mờ rất xa khác. Trong thiên văn học, hiện tượng này được gọi là thấu kính hấp dẫn, nói rằng khi một vật thể khối lượng lớn, nguồn tiền cảnh đi qua phía trước một vật thể khác, nguồn nền qua đường nhìn của chúng ta, nó sẽ bẻ cong ánh sáng đến từ nguồn nền này và cuối cùng chúng ta sẽ thấy nhiều hình ảnh phóng đại của nguồn ở rất xa này. Sự bẻ cong ánh sáng này xảy ra do trường hấp dẫn liên kết với nguồn tiền cảnh, làm biến dạng ánh sáng đến từ vật thể nền. Nguồn tiền cảnh là vật thể thấu kính và nó có thể là một ngôi sao, một thiên hà. Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng vật thể thấu kính này cũng có thể là một hành tinh ngoại, có khối lượng nhỏ hơn so với các vật thể khác trong không gian nhưng có thể tạo ra hiệu ứng thấu kính trên một ngôi sao ở phía xa. Trong trường hợp này, hiện tượng này được gọi là microlensing. Các nhà thiên văn đã có thể tìm thấy hơn 50 ngoại hành tinh bằng phương pháp này. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể ước tính khối lượng của những thấu kính này với điều kiện chúng ta biết hai tham số, một kích thước của vòng Einstein trên lý thuyết để căn chỉnh hoàn hảo. Ngôi sao nền sẽ giống như một hình ảnh vòng quanh vật thể thấu kính, và hai thị sai, một góc tạo thành tại vật khi nhìn từ hai góc khác nhau. Sử dụng hai thông số này, người ta có thể tìm ra khối lượng của thấu kính này. Tham số đầu tiên không khó để có được, nhưng tham số thứ hai không phải lúc nào cũng có sẵn. Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học từ Pháp, Ba Lan, Bỉ và Mỹ đã hợp tác để chứng kiến hiệu ứng thấu kính trong thời gian thực, nơi họ chứng kiến hình ảnh của ngôi sao nền trong chuyển động cũng như quay. Tất cả đều nhờ vào hiệu ứng thấu kính bởi một điều kiện không xác định tối, đối tượng tiền cảnh. Họ đã sử dụng giao thoa kế kính viễn vọng rất lớn, VLTI, cùng với nhiều kính viễn vọng khác từ mặt đất cũng như kính viễn vọng không gian Spitzer trên bầu trời để thu được các quan sát thời gian thực về hiệu ứng này trên một ngôi sao có tên Gaia 19BLD. Sự hợp tác của các kính thiên văn khác nhau cũng như các phép đo chính xác từ VLTI đã cho phép nhóm này tính được khối lượng của thấu kính tối là bằng 1,147m mặt trời. Tuy nhiên, bản chất của vật thể này vẫn chưa chắc chắn. Những kết quả này đã được công bố trên tạp chí được đánh giá cao Nature vào tháng 12 năm 2021. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.